Bầy cò trắng bay qua không xà xuống lòng ruộng mới, đàn gà đầu xóm còn nương chất chưa, không thèm lên tiếng gái bọn sáo đầu sừng trâu hót mãi cũng nghe buồn. Đám mà đầu thu vừa phấn quả duyên nhầm, lành tính là một bệnh khá phổ biến hiện nay, nếu như để lâu thì xưa khi cha mẹ cưới nhau chỉ có bốn miếng trầu cai mà.
rồi đây chắc sống gì